giá vàng giảm sốc về ngưỡng 56 triệu đồng một lượng. Bạc Liêu bắt đối tượng vào tiệm gội đầu dùng hung khí cướp tài sản. Cha cục dây vào cổ con kéo đi trên đường gây phẫn nộ trong dư luận. Cài đặt ứng dụng Bluezone liệu có an toàn bảo mật và phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả? Hãy cùng theo dõi ở phần cuối chương trình để có lời giải đáp cụ thể. Xin được gửi lời chào đến với quý vị khán giờ đang theo dõi bản tin nóng 24 giờ trên đài phát thanh và truyền hình Long An. Thông qua thời lượng 30 phút phát sóng của chương trình, Bích Hồng Quang Huy sẽ đồng hành cùng quý vị cập nhật những thông tin nóng nhất, mới nhất diễn tiến trong 24 giờ qua. Đặc biệt là thông tin phấn khởi, tại Đà Nẵng đã có thêm một bệnh viện và hơn 3.000 người dân được dỡ bỏ lệnh phong tỏa sau 14 ngày cách ly vì dịch Covid-19. Mời quý vị sẽ cùng theo dõi diễn biến chi tiết trong phần tin nóng hôm nay, quý vị nhé. Thời gian gần đây, thị trường giá vàng luôn nóng hơn bao giờ hết khi liên tục tăng giá đến chóng mặt, con số gia tăng đạt mốc lịch sử và trái với diễn biến của tuần trước, ghi nhận vào trưa nay 11 tháng 8, giá vàng bất ngờ lao dốc tiếp tục giảm mạnh. Giá bán vàng miếng SJC đã rời khỏi ngưỡng 57 triệu đồng một lượng, giá mua vào còn 54,93 triệu đồng một lượng. Hiện giá vàng trong nước và thế giới đã ngang nhau. Và như vậy, người mua vàng mức đỉnh 62,23 triệu đồng một lượng vào tuần trước, nay bán ra đã mất đứt 7,3 triệu đồng một lượng. Do giá vàng tuột dốc quá mạnh, công ty SJC đã kéo giãn khoảng cách giữa giá mua và bán lên mức 1,74 triệu đồng một lượng, mức chênh lệch kỷ lục trong thời gian gần đây. Tại tiệm vàng Mi Hồng, giá bán vàng miếng SJC trưa nay ở mức 56,3 triệu đồng một lượng, mua vào 54,8 triệu đồng một lượng. Công ty Doji niêm yết giá bán ra ở mức 56,45 triệu đồng một lượng, mua vào 55,15 triệu đồng một lượng. Như vậy, người mua vàng mức đỉnh 62,23 triệu đồng một lượng, nay bán ra đã mất đứt 7,3 triệu đồng một lượng. Giá vàng nhẫn 4 số 9 SJC hôm nay cũng giảm mạnh, chỉ còn 54,8 triệu đồng một lượng, thấp hơn giá vàng thế giới quy đổi 1,87 triệu đồng một lượng. Với tình hình như hiện nay, việc giá vàng thế giới rơi xuống mức dưới 2.000 đô la Mỹ một ounce là hoàn toàn có thể. Do vậy, các chuyên gia khuyến cáo người dân không nên nôn nóng, dẫn đến chọn sai thời điểm tham gia thị trường. Kính thưa quý vị, từ khi dịch Covid-19 bùng phát trở lại, lệnh giãn cách xã hội được thực hiện ở Đà Nẵng đã khiến cho cuộc sống của người dân ở đây gần như bị đảo lộn hoàn toàn. Phải nói rằng chưa bao giờ các bệnh viện lớn tại Đà Nẵng, nơi cứu chữa bệnh nhân, lại biến thành vùng tâm dịch buộc phải áp dụng lệnh phong tỏa. Sau hơn 14 ngày thực hiện cách ly, Bệnh viện C Đà Nẵng đã được dỡ bỏ phong tỏa vào hôm nay, ngày 8 tháng 8. Còn vào lúc 0 giờ hôm nay, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình và Phục hồi Chức năng Đà Nẵng cùng với gần 3.000 dân quanh khu vực các bệnh viện cũng đã chấm dứt thời gian phong tỏa. Đây là dấu hiệu tích cực trong cuộc chiến chống dịch Covid-19. Đúng 0 giờ đêm 11 tháng 8, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình và Phục hồi Chức năng Đà Nẵng được dỡ bỏ lệnh phong tỏa. Toàn bộ người dân trong khu vực và các y bác sĩ trong Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi Chức năng đã được xét nghiệm và cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2. Cùng thời điểm này, các hàng rào phong tỏa xung quanh khu dân cư các tuyến đường Đống Đa, Quang Trung, Nguyễn Thị Minh Khai, Hải Phòng đã được lực lượng chức năng dỡ bỏ. Nhiều người dân đã không khỏi vui mừng, thở phào nhẹ nhõm. Bà con hôm nay chờ đợi cái ngày này mà được mở rào ra, có nghĩa là một cái tin mừng đến với bà con là trong cái khu này là đều được an toàn, nên là bà con ai cũng rất là vui mừng và mong muốn tiếp theo là tiếp tục các khu vực khác đều được như hôm nay, ở cái khu vực này được đều chiến thắng với dịch bệnh. Cũng gia đình mình có ba với lại cái đê mà đây thì cũng nói chung là mình cũng rất là vui. Khu vực mình là mọi người cũng xét nghiệm là âm tính, thấy rồi, đầu tiên là như thế. Sau cũng thời gian cũng nửa tháng là gia đình mới gặp mặt lại. Cảm ơn như vậy là các đơn vị chức năng và cũng như chính quyền địa phương cũng đã lo lắng cho bà con chúng tôi trong một thời gian là được cách ly, và chúng tôi sẽ tiếp tục và chấp hành nghiêm chủ trương của chính phủ và sống giãn cách xã hội để bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng. Riêng đối với Bệnh viện Đà Nẵng, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng quyết định tiếp tục thực hiện cách ly y tế cho đến khi bệnh nhân cuối cùng của bệnh viện âm tính với virus cộng thêm 14 ngày.
Liên quan đến trường hợp một cháu bé 11 tuổi, bệnh nhân 841 mắc COVID-19 tại Quảng Nam ngày hôm nay, kết quả xét nghiệm cũng đã cho thấy bà HTP, sinh năm 1973, ngụ phường Phước Hòa, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, mẹ của cháu bé cũng dương tính với virus SARS-CoV-2. Vào hôm qua, thì tỉnh Quảng Nam đã có quyết định khoanh vùng, phong tỏa tạm thời 17 hộ dân ở tổ 19, khối phố 2, phường Phước Hòa, 20 hộ dân sinh sống, 195 hộ kinh doanh, buôn bán tại chợ Vườn Lài, khu phố 5, phường An Sơn, thành phố Tam Kỳ. Thời gian phong tỏa là 14 ngày kể từ 0 giờ ngày 11 tháng 8. Còn vào trưa nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã có công văn yêu cầu tất cả các cơ quan, tổ chức và toàn thể người dân trên địa bàn tiếp tục thực hiện chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ từ 0 giờ ngày 12 tháng 8 cho đến khi có thông báo mới. Riêng địa bàn huyện Hòa Vang thực hiện từ 13 giờ ngày 11 tháng 8. Hôm nay, tại điểm thi trường Trung học Phổ thông Phú Riềng, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước, Hội đồng thi Sở dục Đào tạo tỉnh Bình Phước đã phải tổ chức thi lại cho một thí sinh, bởi trước đó đã xảy ra một sự cố vô cùng hy hữu. Học sinh nhầm lẫn đã đành, đằng này giám thị trong ngày thi môn địa lý lại không nắm rõ quy định dẫn đến sự cố đáng tiếc. Cụ thể như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Cụ thể, trong ngày thi chính thức sáng ngày 10 tháng 8, do là học sinh giỏi môn địa lý cấp trường của trường Trung học Phổ thông Phú Riềng, nên thí sinh Trần Thị Kim Trang nghĩ mình được miễn thi. Khi vào phòng coi thi môn địa lý, hai giám thị không kiểm tra mà chỉ hỏi thí sinh nào thuộc trường hợp được miễn thi, thì thí sinh Trang giơ tay lên nên được giám thị cho miễn thi. Tuy nhiên sau đó thanh tra Sở Giáo dục Đào tạo Bình Phước và các giám thị kiểm tra lại thì phát hiện thí sinh Trang có tên trong danh sách dự thi và Trang chỉ thuộc trường hợp được cộng điểm chứ không phải miễn thi. Hội đồng thi Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Bình Phước đã tổ chức thi lại cho thí sinh Trần Thị Kim Trang. Tất cả các khâu an ninh, an toàn của kỳ thi đều được thực hiện nghiêm, đảm bảo đúng quy định. Ngoài ra, hội đồng thi sẽ xem xét xử lý kỷ luật hai giám thị để xảy ra trường hợp nhầm lẫn hy hữu đối với thí sinh này theo đúng quy định của ngành giáo dục. Thưa quý vị, mới đây một nữ bệnh nhân người dân tộc Thái ngụ ở Sóc Trăng mắc bệnh lao phổi nặng đã không may mắc thêm bệnh bạch cầu kinh dòng tủy rất hiếm gặp khi cô đang mang thai. Vốn sức khỏe đã yếu lại thêm bệnh tình nặng đã khiến cho thai nhi bị chết lưu ở tuần thứ 18. Nữ bệnh nhân này đã được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ trong tình trạng hết sức nguy kịch. May mắn là với sự nỗ lực cứu chữa của các bác sĩ, nữ bệnh nhân này đã thoát khỏi cửa tử. Khi được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, nữ bệnh nhân 35 tuổi, người dân tộc Thái, ngụ huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng bị nhiễm trùng huyết nặng do thai 18 tuần chết lưu dẫn đến vỡ ối. Vốn sức khỏe đã yếu do mang căn bệnh lao phổi trong nhiều năm kèm rối loạn đông máu nặng nên bệnh tình càng thêm trở nặng. Sau 12 giờ điều trị tại khoa hồi sức tích cực, chống độc, bệnh nhân rơi vào tình trạng hôn mê, vàng da, suy hô hấp cấp, mức độ nặng, huyết áp thấp, nguy cơ tử vong cao. Các bác sĩ tiến hành đặt nội khí quản và cho bệnh nhân thở máy, hồi sức chống sốc theo phác đồ. Bệnh nhân bị choáng nhiễm trùng biến chứng suy đa cơ quan, suy gan cấp biến chứng hôn mê gan, suy thận cấp, thai lưu 18 tuần. Ekip tiến hành lọc máu liên tục trong 82 giờ. Quá trình điều trị, bệnh nhân diễn tiến nặng, sốt cao liên tục, kết quả cấy đàm viêm phổi đa kháng thuốc. Sau thời gian điều trị tích cực, theo kết quả kháng sinh đồ, điều trị lao phổi, hiện sức khỏe bệnh nhân tiến triển tốt, tỉnh táo, thực hiện tốt y lệnh bác sĩ điều trị. Thưa quý vị, như chương trình đã từng đưa tin cảnh báo đến người dân, các đối tượng trộm cướp ngày nay luôn bày đủ chiêu thức để cưỡng đoạt tài sản của người dân bằng cách đội lốt khách hàng để đánh lạc hướng. Như vụ việc vừa xảy ra tại một tiệm tóc ở tỉnh Bạc Liêu sau đây, đối tượng đã dùng hung khí khống chế nạn nhân cướp táo tợn, khiến dư luận một lần nữa không khỏi bất an. Vào khoảng 12 giờ ngày 10 tháng 8, đối tượng Đặng Văn Đức, sinh năm 1988, ngụ xã Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu, đến tiệm gội đầu trên địa bàn phường 1, thành phố Bạc Liêu, phát hiện chủ tiệm đeo nhiều vàng trên người, nảy lòng tham. Đức dùng ống tuyếp bằng kim loại tấn công và cướp toàn bộ tài sản của nạn nhân, rồi tẩu thoát. Nhận tin báo, công an Bạc Liêu đã khoanh vùng đối tượng, bắt giữ Đức chỉ sau 5 tiếng. Tại cơ quan công an, Đặng Văn Đức khai nhận đi cướp tài sản để lấy tiền mua ma túy sử dụng và tiêu xài cá nhân. Thưa quý vị, do tác động của dịch COVID-19, mùa hè năm nay học sinh sẽ có thời gian nghỉ hè 1,5 tháng. Tuy nhiên, theo dự kiến thì từ mùa hè của năm học sau, học sinh sẽ được nghỉ trọn vẹn là 3 tháng. Vừa mừng, vừa có những nỗi băn khoăn là quan điểm chung của các bậc phụ huynh trước quy định này. Và nỗi lo đó lại càng nặng nề hơn khi có rất nhiều vụ tử vong thương tâm xảy ra khi trẻ em chơi đùa ngày hè. Mới đây nhất là vụ việc xảy ra vào chiều qua tại phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Trước đó, ba em nhỏ gồm bé trai 13 tuổi, bé gái 10 tuổi và bé trai 12 tuổi là anh em họ, đi theo ông nội, 61 tuổi,
ra cống nước nằm bên đường Mỹ Phước Tân Vạn, phường Bình Thắng, thành phố Dĩ An để câu cá. Sau đó ba em dẫn ra chỗ khác câu, còn ông nội vẫn câu ở vị trí cũ. Bất ngờ, bé trai 13 tuổi bị trượt chân xuống cống, bé gái 10 tuổi nhảy xuống cứu, nhưng do không biết bơi nên cả hai bị cuốn theo dòng nước. Bé trai 12 tuổi còn lại đứng trên bờ la hét. Một tài xế container chạy ngang đã lao xuống và cứu được bé gái, còn bé trai bị chìm xuống đáy. Ít phút sau, em này cũng được tìm thấy. Cả hai nhanh chóng được chuyển lên bệnh viện cấp cứu, tuy nhiên bé trai đã không qua khỏi, còn bé gái đang trong tình trạng nguy kịch. Vụ việc tiếp tục là lời cảnh tỉnh đến các bậc phụ huynh trong việc quản lý con trẻ. Cũng trên địa bàn tỉnh Bình Dương, vào chiều qua, người dân không khỏi bàng hoàng khi phát hiện khói bốc ra từ một bãi cỏ ven đường. Nhưng đó không phải là cỏ cháy mà là hình ảnh một người đàn ông biến thành ngọn đuốc sống liên tục giãy giụa. Nhóm phóng viên của chương trình thường trú tại Bình Dương đã có mặt tại đây ghi nhận thực hư vụ việc. Chiều ngày 10 tháng 8, một người dân đang làm cỏ thì bất ngờ phát hiện khói bốc lên từ bãi cỏ trên đường Bình Chuẩn 35, phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An nên chạy đến kiểm tra. Tá hỏa phát hiện cánh người đàn ông bị cháy khắp cơ thể, la hét giãy giụa, được đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị bỏng nặng. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định danh tính người đàn ông tên Đỗ Quốc Hùng, ngụ tại Long An. Người này có bệnh lý động kinh trước khi xảy ra vụ việc. Nguyên nhân ban đầu được cho là nạn nhân tự thiêu. Nạn nhân đang được cấp cứu trong tình trạng bỏng nặng tại bệnh viện đa khoa Medic. Hiện công an địa phương đang điều tra làm rõ. Cộng đồng mạng hiện đang dậy sóng phẫn nộ trước đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông được cho là cha của hai cháu bé bị cột dây vào cổ kéo theo xe ba gác bán trái cây chạy trên đường nội ô của khu vực chợ Bầu Trai, thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Cảnh tượng quả thực ngoài sức tưởng tượng của nhiều người, bởi chỉ cần chút bất cẩn, tai nạn có thể ập đến với hai cháu nhỏ khi chạy phía sau xe với sợi dây được siết chặt ngay cổ. Thực hư vụ việc này ra sao, mời quý vị sẽ cùng theo dõi. Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 10 tháng 8, nhiều người dân kinh doanh buôn bán tại khu vực A, chợ Bào Trai, thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, Long An, phát hiện người đàn ông chạy xe ba gác chở trái cây bán dạo, dùng dây dù cột cổ hai đứa con kéo đi phía sau. Đoạn dây cột cổ cháu trai chỉ cách xe khoảng 1 mét, cháu phải chạy sát phương tiện, còn cháu gái dây dài hơn 3 mét nên bám theo phía đuôi xe. Cả hai vừa đi theo sau vừa khóc lớn do dây siết chặt vào cổ. Bất bình trước cảnh tượng này, nhiều người dân đã đến can ngăn, nhưng người đàn ông này phản ứng gay gắt, tiếp tục thực hiện hành vi này. Sự việc được trình báo cơ quan công an, người đàn ông vẫn la lối, bất hợp tác. Công an buộc phải khống chế ông để mở dây cổ cho cả hai người con. Tại công an thị trấn, bước đầu người đàn ông cho biết đây là hai con ruột của mình. Hàng ngày, cả hai phụ đi theo xe bán trái cây. Do ngày càng ế, thu nhập giảm, hai con, gái 14 tuổi, trai 9 tuổi, lại không chịu nghe lời nên bực tức. Không kiềm chế được, ông đành buộc dây vào cổ đi quanh chợ cho chúng xấu hổ mà ngoan hơn. Công an thị trấn Hậu Nghĩa đang tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật. Quang Huy nè, Quang Huy có thường xuyên mua đồ online không? Dĩ nhiên là phải có rồi Bích Hồng, đặc thù công việc của chúng ta có bận rộn nên hầu như Quang Huy cũng đều mua sắm online cả. Vậy đã bao giờ Quang Huy gặp phải tình huống dở khóc dở cười, kiểu như là hình ảnh và quảng cáo chỉ mang tính chất minh họa chưa? Trước đây thì thường xuyên luôn đó Bích Hồng, và sau này thì đã rút ra một cái bài học là chỉ mua những nơi thật sự uy tín mà thôi. Không chỉ riêng Quang Huy mà đã có rất nhiều người bị lừa đảo khi mua hàng online, đơn cử là những trường hợp sau đây. Người phụ nữ này đã bỏ ra hơn 30 triệu đồng mua hàng chục món đồ trang sức từ một trang fanpage bán hàng livestream trên Facebook. Trang này quảng cáo hàng cao cấp nhập về từ Mỹ, bao kiểm định, thế nhưng khi nhận hàng thì ngỡ ngàng. Nghĩ là từ chính hãng, từ nước ngoài về đấu giá, nhưng mà khi mà nhận được thì không có đúng như là lời cô nói. Tôi thấy về nó đen mà nó xài cũng không có được như là cô quảng cáo. Còn người phụ nữ này đã phải bay từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh để làm đơn tố cáo một fanpage có tên Two Hand Fashion, ghi địa chỉ cửa hàng ở quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Chị đã bỏ ra số tiền rất lớn để mua hàng, nhưng hàng nhận được không đúng như quảng cáo. Khi mà bọn mình lên tiếng thì bạn ấy hoặc là đe dọa khách hàng, hoặc là chửi, hoặc là đưa người đến tận nhà người ta, định vị IP để đưa tận người đến tận nhà người ta để dằn mặt. Cái tiệm thuốc bắc thì người ta nói cái này là quá bình thường, không có cái gì để mà từ nước ngoài cả. Thì cái đó là quá lừa đảo một cách trắng trợn.
Mua hàng online không có địa điểm hoạt động cố định, không có xác thực thông tin, cũng không có bằng chứng rõ ràng về giao dịch. Vì vậy, dù tiếp nhận phản ánh về các dấu hiệu lừa đảo, dù cơ quan chức năng tăng cường kiểm soát, nhưng việc xử lý và ngăn chặn gặp nhiều khó khăn. Chỗ website hoặc là một cái Facebook fanpage, người ta có thể mở ra rất là đơn giản và cũng có thể đóng lại cũng rất đơn giản. Và như vậy thì cái đối tượng nhiều khi chỉ tạo ra một trong thời gian ngắn để bán hàng giả. Để tránh mất tiền vào những vụ lừa đảo bán hàng, người mua cần phải tỉnh táo, tìm hiểu kỹ, chỉ mua hàng có đầy đủ thông tin về hàng hóa và đơn vị bán hàng. Cũng tương tự như trường hợp vừa rồi, hai thanh niên trong clip mà camera nóng vừa cập nhật sau đây đã phóng nhanh, thiếu quan sát, lại không đội nón bảo hiểm khi lưu thông trên đường nên hậu quả nhãn tiền đã xảy ra với họ. Như quý vị đang thấy trên màn hình, chiếc ô tô đèn 7 chỗ đang xi nhan sang đường và quay đầu xe rất chậm và thận trọng. Nhưng từ hướng ngược lại là có hai thanh niên tuổi đời còn rất trẻ không đội nón bảo hiểm, phóng nhanh, lại không hề quan sát và đâm sầm vào đầu xe ô tô khiến hai thanh niên văng rất xa. Rất may là cả hai không ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng mong rằng sau sự cố này hai thanh niên này sẽ chỉnh chu hơn khi lưu thông trên đường. Tạm chia tay với những vụ tai nạn giao thông thoát tim, Bích Hồng mời quý vị đến với phần biểu diễn của hai người phụ nữ rất đặc biệt trên sân khấu. Đặc biệt hơn là họ đã dùng thân cây đu đủ để làm đạo cụ biểu diễn của mình. Mới nghe Bích Hồng nói thôi là Quang Huy đã tự tưởng tượng và nghĩ chắc chắn đây là một màn văn nghệ cười ra nước mắt rồi. Chúng ta hãy cùng theo dõi ngay sau đây quý vị nhé. Chẳng là thời điểm đó, hai cô gái đang biểu diễn trên sân khấu mừng đám cưới của đôi nhân vật chính. Người phụ nữ trung niên tỏ ra rất phấn khích. Bà vác cả một thân cây đu đủ vào hội trường cười để quẩy, khiến cho những người có mặt vừa bất ngờ vừa bối rối tìm cách giải quyết. Lo sợ sự cố bất ngờ có thể xảy ra, một số người đã chạy tới, cố gắng mang thân cây này ra ngoài. Nhưng điều đó vẫn không thể ngăn nổi sự phấn khích của người phụ nữ. Thưa quý vị, Blue Zone là tên gọi của ứng dụng cảnh báo sớm COVID-19 do BKAV phát triển. Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, để phòng tránh COVID-19 hiệu quả, góp phần đẩy lùi dịch bệnh này, cần 50 triệu lượt người dân Việt Nam cài đặt và sử dụng ứng dụng truy dấu Blue Zone. Tuy nhiên thì hiện nay số lượng cài đặt ứng dụng thống kê đến ngày 10 tháng 8 mới chỉ có hơn 16 triệu và phải chăng ứng dụng không nhận được sự quan tâm của cộng đồng hay là người dân? Còn có những sự lo lắng nào khác nữa để giúp cho quý vị khán giả hiểu rõ hơn và không bị hoang mang? Biên tập viên Hải Nguyên sẽ có phần giải đáp cho quý vị khán giả qua phóng sự sau đây. Bộ Thông tin Truyền thông và Bộ Y tế đề nghị mọi người dân có điện thoại thông minh cài đặt Bluezone tại bluezone.gov.vn. Đây là thông tin mà chúng ta đã được nghe thông qua những cuộc gọi trong thời gian gần đây. Nhưng chắc chắn nhiều quý vị còn đang thắc mắc cách để cài đặt ứng dụng Bluezone như thế nào. Hải Nguyên xin hướng dẫn quý vị cách cài đặt theo các bước sau đây nhé. Nếu quý khán giả đang sử dụng điện thoại với hệ điều hành là iOS thì truy cập vào ứng dụng là App Store. Còn nếu đang sử dụng điện thoại với hệ điều hành là Android thì truy cập vào ứng dụng là CH Line và tìm phần mềm có tên là Bluezone, sau đó nhấn tải về và cài đặt vào thiết bị. Sau khi chúng ta cài đặt Bluezone thì hãy nhớ mở ứng dụng và điền số điện thoại như yêu cầu đã đặt ra. Chúng ta sẽ thấy mã xác thực của hệ thống gửi đến qua tin nhắn như thế này. Hãy nhập cái mã này vào trước khi nhấn vào nút xác thực nhé. Hệ thống sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth trên thiết bị. Quý khán giả hãy cấp phép cho nó bằng cách là chọn OK. Ở thông báo cuối cùng hiện ra, nhấn cho phép để Bluezone có thể gửi thông báo liên quan đến việc tiếp xúc của người dùng đối với các ca nhiễm F0. Với những thao tác đơn giản, ứng dụng đã được cài đặt. Tuy nhiên, không phải ai cũng tin tưởng thật sự vào công năng của ứng dụng. Mình thấy Bộ Y tế khuyến cáo là thông báo là khuyến khích là sử dụng nên mình vừa cài ngày hôm qua. Thì mình có xài thử thì thấy nó cũng đơn giản, dễ xài, chỉ cần bật cái Bluetooth lên là mình có thể sử dụng được. Nhưng mà mình không thấy ai xung quanh mình là F1 hay là F2, F3 gì hết nên mình không tự tin là cái ứng dụng đó là cái khả năng của nó là có xác định chính xác cái vị trí của những cái người bị Covid hay không. Mình không biết rõ cái chính xác là cái vị trí dò tìm của cái người nhiễm bệnh đó nó có chính xác hay không. Do cái đó là truy cập thông tin cá nhân của mình nên là mình không biết là cái thông tin cá nhân của mình có bị lộ ra bên ngoài hay không. Đó đang là thắc mắc chung của nhiều người. Qua khảo sát của phóng viên, mối quan tâm của mọi người về Bluezone là có. Tuy nhiên, những nghi ngờ thì không thể tránh khỏi. Toàn bộ dữ liệu người dùng nằm trên máy người dùng. Để đúng chung hơn, chúng tôi không hề thu thập bất kỳ thông tin nào của người dùng.
do đó là người dùng hoàn toàn yên tâm về dữ liệu của mình. Chỉ khi người dùng không may là càng nhiễm bệnh hoặc là càng nghi nhiễm bệnh, thì khi đó là các cái cơ quan y tế sẽ gửi cho người dùng một cái mã bí mật, và chỉ khi người dùng đọc mã bí mật để vào thiết bị của mình, dữ liệu của người dùng mới được tải lên hệ thống. Bluezone là ứng dụng công nghệ Bluetooth để xác định vùng an toàn trong đại dịch Covid-19. Các smartphone được cài đặt Bluezone có thể giao tiếp với nhau trong khoảng cách 2m, ghi nhận sự tiếp xúc gần, vào lúc nào và trong bao nhiêu lâu. Đây là công nghệ tối ưu giúp kiểm soát các tiếp xúc gần trong thời gian dịch bệnh bùng phát. Với cái sự tiếp xúc của hai người bạn, nếu mà chúng không bị phát hiện thành báo của bạn, biết là bạn có nguy cơ tiếp xúc với người nhiễm bệnh hoặc tiếp xúc với người nghi nhiễm hay không. Giao diện của Bluezone cho phép người dùng truy cập hai công cụ chính, quét xung quanh, giúp người dùng có thể biết được xung quanh mình có trường hợp bị nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm Covid hay không. Lịch sử tiếp xúc ghi lại những người có cài đặt ứng dụng Bluezone mà người dùng từng tiếp xúc. Ứng dụng Bluezone hoạt động như cơ chế là như một cuốn sổ vật lý điện tử. Tức là khi mà bạn ra ngoài, bạn tiếp xúc với bất kỳ một ai sử dụng Bluezone, ứng dụng nó ghi lại là cái mã, cái danh của người đó, cũng như là cái thời điểm tiếp xúc của bạn với người đó. Càng nhiều người cài thì cái kết quả cảnh báo cho bạn càng kịp thời. Nếu hiện nay là trên thiết bị của bạn có hiện ra cảnh báo bạn đã tiếp xúc F1 thì bạn cứ bình tĩnh, hoặc là F0 hệ thống là truy F1 thì ngay lập tức là, nếu bạn có không may tiếp xúc gần, F1 ứng dụng sẽ cảnh báo bạn tiếp xúc gần tới một người nghi nhiễm bệnh, thì khi đó là cơ quan y tế sẽ hiển thị ra một cái bạn hiển thị ra một cái thông tin cơ sở, bạn nhập cái thông tin như vậy, và cơ quan y tế sẽ có cái thông tin đó, sẽ liên hệ bạn để theo dõi y tế, cũng như là đưa ra các cái tư vấn y tế đối với bạn. Như vậy, ứng dụng Bluezone sẽ hoạt động dựa trên nguyên tắc bảo mật dữ liệu. Ứng dụng chỉ lưu dữ liệu trên máy của bạn, không chuyển lên hệ thống. Thu thập vị trí, ứng dụng không thu thập dữ liệu về vị trí của bạn. Ẩn danh, mọi người tham gia cộng đồng ẩn danh với những người khác, chỉ cơ quan y tế có thẩm quyền mới có thể biết những người nhiễm và nghi nhiễm do tiếp xúc gần với người nhiễm Covid-19. Minh bạch, dự án được mở mã nguồn theo giấy phép CBL 3.0. Người dùng các nước trên thế giới được tự do tìm hiểu hoạt động hệ thống ở mức mã nguồn, được tự do sử dụng, nghiên cứu, sửa đổi và chia sẻ. Không tốn pin, Bluezone sử dụng công nghệ Bluetooth Low Energy, do đó bạn có thể bật Bluetooth cả ngày cũng chỉ sử dụng trên dưới 10% pin. Việt Nam có 80% dân số sử dụng điện thoại, có chính quyền mạnh, được người dân tin tưởng vào những nỗ lực, biện pháp phòng chống dịch bệnh của chính phủ. Việc cài đặt ứng dụng Bluezone không bắt buộc, tuy nhiên người dân nên cài đặt Bluezone để tự bảo vệ bản thân và cộng đồng. Đến đây thì thời lượng dành cho bản tin nóng 24 giờ cũng đã hết. Một lần nữa xin được cảm ơn vị khán giả đã gửi đến đường dây nóng của chương trình những hình ảnh đầy đáng yêu của các em thiếu nhi trường mầm non Tuổi Thơ, xã Hiệp Phước, huyện Nhân Trạch, Đồng Nai, giơ cao những câu slogan cổ vũ tinh thần của đội ngũ y bác sĩ, lực lượng chức năng âm thầm làm nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 nơi tuyến đầu. Những câu slogan như các bác sĩ cố lên, Việt Nam cố lên càng tăng thêm sức mạnh tinh thần, phải không ạ? Vâng ạ, và với sự chung tay góp sức bằng ý chí, tinh thần và cả những hành động thiết thực nhất, hy vọng Việt Nam sẽ sớm đẩy lùi dịch bệnh Covid-19. Hơn nữa, quý vị hãy cài đặt ứng dụng Bluezone để bảo vệ bản thân, an toàn cho chính bản thân mình cũng như là cộng đồng, đồng thời thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo khuyến cáo của ngành chức năng. Còn bây giờ thì Quang Huy và Bích Hồng xin chào và hẹn gặp lại.